có các cái dịch vụ, có các cái hồ sơ như là học bạ hay là sổ điểm, và là điều quan trọng nữa là kế hoạch bài dạy, hồi xưa chúng ta gọi là giáo án. Sau đó thì có cái phần là một về chữ ký số. Thì quý thầy cô đã biết về chuyển đổi số hay hồ sơ số thì buộc bất di là phải có cái chữ ký số. Chữ ký số khi nay chúng ta, quý thầy cô, chúng ta cứ trên phần mềm của VNPT xong rồi là chúng ta in ra, chúng ta ký bằng tay. Thì tuy nhiên bữa nay thì không còn như vậy nữa, thì tất cả các cái hồ sơ hay là giáo án hay là học bạ sổ điểm thì quý thầy cô chúng ta ký rồi chúng ta mới in. Hồi xưa nay là chúng ta in ra rồi mới ký, bữa nay chúng ta ký rồi rồi còn in hay không là việc của giáo viên hay của nhà trường chúng ta. Nó khác biệt cái chỗ đó, thì nó đầy đủ mang tính pháp lý. Thì sau này các cơ sở trên căn cứ quyền đó thì chúng ta thi thanh tra và kiểm tra của nhà, phòng giáo dục hay của nhà trường hay của sở, bất cứ việc gì thì trai thêm ta kiểm tra thì trên môi trường số đó chúng ta ký và để lưu lại trên hệ thống VNPT. VNPT có trách nhiệm là lưu lại cái hồ sơ đó, khi cần thiết chúng ta lục ra và chỉ đi đem ra đưa ra để kiểm tra thanh tra đó. Thì chiều nay thì gồm có 6 trường, thì thời gian là hơn hơn 2 tiếng đồng hồ để dành cho việc chia sẻ cái dịch vụ này. Thì tiếp theo chương trình thì xin mời anh Quang là ở Trung tâm Công nghệ Thông tin của VNPT Bình Định xin báo cáo cho chúng ta về các dịch vụ như em đã chia sẻ. Thì tiếp theo chương trình thì mời anh Quang tiếp tục ạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn thầy. Mình nghe được anh thầy ơi. Nghe đã không ạ? Alo. Nghe được không anh? À, nghe nhỏ nhỏ, nghe lớn tí em, nói lớn tí. Lớn hả? Alo. Nghe nghe được chưa ạ? Ra đây. Xin cảm ơn thầy. Đầu tiên xin kính chào quý thầy cô và rất cảm ơn thầy cô đã dành thời gian trong ngày nghỉ, nhưng mà cũng dành thời gian để VMT trình bày các tiện ích của mình trong hệ sinh thái Venedo. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm nghe em trình bày về cái hồ sơ số giáo dục trong Venedo. Thì quý thầy cô ở đây chắc cũng đã làm quen với Venedo được 5 năm học rồi đúng không ạ? Cái này là video đã không phải là nó không phải chỉ là phần mềm đơn giản, nó còn đã một hệ sinh thái trong đó rất là nhiều phần mềm con đúng không ạ? Thì cái hồ sơ số này là một chức thành phần trong hệ sinh thái Venedo từ thuộc lĩnh vực quản trị số của Venedo ạ. Rồi nội dung hôm nay thì cũng như mọi khi em xin phép trình bày ạ. Dạ vâng, đang trời đang mưa thì quạt tay em sẽ cố gắng ạ. Thì cô nghe rõ được không ạ? Rồi, Rồi cái nói phần đi em. hồ sơ giáo dục gồm em trình bày, thứ nhất là em sẽ đi sơ qua thị trường, đi về cơ sở pháp lý, tổng quan sản phẩm. Chủ yếu hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết sản phẩm này dành cho giáo viên và các cấp quản lý ở trường. Cấp quản lý ở đây là gì ạ? Cấp quản lý ở đây là tổ trưởng bộ môn, đúng không ạ? Ban giám hiệu, đúng không? Thì tại sao phải hay nhắc đến cơ sở pháp lý? Vì hôm nay chúng ta sẽ bàn về chữ ký số từ xe đó ạ. Nội dung chúng ta có ký số. Thì để mà ký số mà các căn cứ pháp luật thì chấp được pháp lý chấp được pháp luật chấp chấp thuận thì chúng ta phải căn cứ theo cái bên VNPT phải căn cứ theo các quy định của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an để những chữ ký số của thầy cô ký trên Vinedo sẽ có mang tính pháp lý. Thì để có cái những cái điều này thì chúng ta bắt buộc VNPT phải căn cứ theo cơ sở pháp lý, đó là thông tư số 41 về quy định chữ ký số của Bộ Thông tin Truyền thông, đúng không ạ? Còn đối với lĩnh vực giáo dục thì hồ sơ số thì một số cái quy định trong thông tư 32 rất nêu rất rõ về cái quy định về hồ sơ điện tử, đúng không ạ? Thì chúng em sẽ trình bày qua cái phần này rất là nhanh thôi ạ. Còn chúng ta hôm nay triển khai cũng là căn cứ theo một cái quy định của Bộ Dục Đào tạo về quyết định ban hành chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục. Đúng không ạ? Em nói nhỏ à? Ở cái này thì... Alo, nghe được không ạ? Dạ, với thầy con thông cảm thì...
Không biết là cái lo em cũng đặt hết cỡ rồi, thì tất cả thầy cô bên nhỏ thì quyết định số 4725 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quyết định ban hành cái bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở trường phổ thông. Phép hồi nhỏ à. Alo, cái này em cũng nói giờ nghe em được không ạ? Có thể lo máy tính nó hơi nhỏ, nay chúng ta tập huấn online cho nên một số cái điều kiện hoàn cảnh nó tác động, em cũng bật hết lo rồi, mong thầy cô thông cảm ạ. Đó rồi. Anh Thi thấy nghe được anh Thi ơi, quý thầy cô chỉnh cái lo giùm em thử tao không, chứ còn Rõ đây em. giờ một số thầy cô bánh là hơi nhỏ thì không biết là anh hỗ trợ được, anh nào hỗ trợ được không ạ? Thầy cô có thể bật cái lo lên lên ta không được không ạ, hay là do cái lo của mình ạ? Chứ còn em thấy một số màn ảnh thì nghe nghe rõ mà. Do thời tiết ngoài này mưa em. Giờ thì ở này cũng hơi mưa. Vậy thì em xin phép được tiếp tục ạ. Thì phần những này chỗ thông tư B2 nó có nói về thế này ạ. Hồ sơ quy định tại khoản 1 khoản 2 điều 3, khoản 3 điều này dạng hồ sơ điện tử sẽ được sử dụng thay thế cho các hồ sơ giấy đúng không ạ? Theo một lộ trình thích hợp. Tùy với điều kiện địa phương của nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Thì điều đó có nghĩa là gì? Thì một đối với một hồ sơ số mà được công nhận là một đối với một cái hồ sơ giấy tờ của quý thầy cô và được công nhận hồ sơ số thì nó sẽ gồm hai phần. Thứ nhất là tuân thủ theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo đúng không ạ? Thứ hai đó là chữ ký số đó phải đảm bảo tính hợp pháp đúng không ạ? Đúng không ạ? Chỗ này nó rất là khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính phù hợp, tính hợp pháp của các loại số điện tử đây, đúng không ạ? Rồi. Thì em xin đi qua tổng đài là sản phẩm. Nhưng mà mình nói nhanh thôi ạ. Thì quản lý hồ sơ, sổ sách giấy tờ là một công tác quan trọng đối với cơ sở giáo dục đúng không ạ? Đối với thầy cô. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới sự tới các quyết định của ban lãnh đạo đúng không ạ, hay là của các thầy cô đối với trường của mình, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy đúng không ạ, cũng như năng suất trong cơ sở giáo dục. Tuy nhiên thì trước đây cái những hình thức của chúng ta lưu trữ để lưu trữ hồ sơ đó, thì hồ sơ sơ trong giáo dục đó, nó vẫn còn ở dạng mức là rời rạc, thiếu tính đồng bộ và bền vững. Tại sao rời rạc? Có nghĩa là không có một nơi tập trung cho thầy cô lưu trữ đúng không ạ, thì mỗi người lưu lại một nơi dẫn đến việc mất mát hư hao dữ liệu vân vân, hoặc là mỗi lần mà tìm kiếm thì rất là khó khăn đúng không ạ. Thì xuất phát từ thực tế đó thì VPT đã áp dụng công nghệ nhưng bây giờ chúng ta hay nói là AI ạ, thì đã mang tới dịch vụ hồ sơ số giáo dục. Trong này nó gồm có hai chức năng chính: hồ sơ giáo dục và quản lý giá điện tử ha. Thì hồ sơ giáo dục là gì? Thì nãy em nghe trong thông tư B2 có ghi rõ là một số cái văn bản đảm bảo tính hợp pháp của cái giáo dục là hồ sơ đó. Thì hồ sơ giáo dục chúng ta hiểu nôm na đó là các quyển sổ cơ bản của nhà trường. Ở đây là gì ạ? Ví dụ đó là sổ gì ạ? Sổ lên bộ học bạ, sổ ghi đầu bài, sổ theo dõi học sinh, sổ chủ nhiệm, vân vân. Thì đây là một số sổ cơ bản, thì để chúng ta có thể mà số hóa trong cái lĩnh vực giáo dục của chúng ta. Và sau khi chúng ta đã những từng bước từng chúng ta từng bước đưa các dữ liệu lên hồ sơ số chúng ta, thì chúng ta phải làm gì để có tính pháp lý à? Chúng ta phải ký số đúng không ạ? Hồ sơ, bất kỳ cái hồ sơ nào cũng vậy, để có tính pháp lý gọi là hồ sơ đúng hồ sơ điện tử thì nó phải có chữ ký hợp lệ đúng không ạ? Phải có ký số trong đó. Rồi, cái phần module thứ hai trong hồ sơ giáo dục ngày hôm nay đó là hồ sơ giáo dục, đó là quản lý giáo án. Thì quản lý giáo án hay là kết luận dạy là hệ thống, nói đơn giản hôm nay đó là hệ thống giúp cho quý trường quý thầy cô có thể quản lý tất cả các giáo án của trường, còn đối với quý thầy cô thì có thể quản lý giáo án của mình đúng không ạ. Sau đó là gì ạ? Gửi cho phê duyệt. Ai phê duyệt ạ? Tổ trưởng tổ chuyên môn đúng không ạ? Hoặc là người được phân quyền. Người đó có thể xem duyệt và
Vì giáo án đúng không ạ? Thì nôm na tóm lại là quý thầy cô cứ nghĩ như là chúng ta bây giờ đang ở lại liền làm hành chính công, là tất cả những quy trình trước đây chúng ta có thể làm ở ngoài làm bằng giấy, thì bây giờ chúng ta cố gắng đưa vào chúng ta sẽ cố gắng đưa vào lĩnh vực từng bước tất cả hoàn toàn chuyển sang số hoàn toàn đúng không ạ? Thì quý thầy cô có nghĩ trước đây là dù như chúng ta nộp hồ sơ tại hành chính công đó, hay là dịch vụ công, thì các quy trình các bước hiện nay cũng là đã gọi là một số cái thủ tục giấy tờ đã gọi là gì ạ? À? Toàn trình 100% đúng không ạ? Tất cả các quy trình đều phải nộp tại hệ thống một cửa đúng không ạ? Thì may mắn là hiện tại hệ thống một cửa chúng ta tại Bình Định và dịch vụ quốc gia là của công ty triển khai, cho nên quý thầy cô chắc cũng đã quen với cái quy trình này rồi đúng không ạ? Thì quản lý dự án cũng vậy thôi, thì những cái bước mà chúng ta trước đây chúng ta làm trên 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 thực tế là chúng ta làm bằng tay thủ công đúng không ạ? Bây giờ tất cả những cái bước mà gửi phê duyệt này hoặc là từ chối phê duyệt vân vân là đều thao tác trên máy hoàn toàn. Rồi em xin xin tiếp theo. Đấy, thì slide này tiếp tục là đây. Thì một số chức năng chính của cái chức năng hồ sơ giáo dục gồm có phân quyền tài khoản, quản lý thư mục, phân quyền hợp tài liệu, cấu hình ảnh nhật ký, ký số tài liệu, tải file ha. Đúng không ạ? Thì về cơ bản là chức năng hồ sơ giáo dục là sẽ tập trung tất cả các loại giấy tờ lưu vào một nơi, quản lý một cách khoa học đúng không ạ? Tránh tình trạng manh mún và thiếu đồng bộ như trước đây đúng không ạ? Rồi để hồ sơ cái hồ sơ đó có giá trị pháp lý điện tử thì chúng ta phải sao ạ? Ký số đúng không ạ? Rồi đó là tất cả quý thầy. Đối với giáo viên thì chúng ta chỉ cần nhớ là chúng ta cách 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 chuyển cái tài liệu đó, cách chuyển cái hồ sơ đó qua cái thư mục hồ sơ giáo dục đúng không ạ? Và ký số thôi ạ. Còn việc còn lại phân quyền hay không đó là của bộ phận quản trị nhà trường sẽ làm cho chúng ta ha. Rồi tiếp theo, đối với quản lý giáo án thì sao ạ? Thì chức năng chính của quản lý giáo án thì nghe cái tên thì chúng ta đã biết rồi, chức năng chính đó là quản lý giáo án của nhà trường, của bộ môn, của từng cá nhân giáo viên đúng không ạ? Rồi trong này sẽ có gồm gì ạ? Quản lý từ bộ môn, những cái menu gọi là chức năng con ạ. Chức năng con là gì ạ? Quản lý từ bộ môn, quản lý giáo viên, rồi quản lý loại giáo án, rồi các ký số. Thì nãy giờ thì chúng ta cứ hay em cứ hay nói về cái ký số. Thì ký số trước đây chúng ta quen với hình thức ký số gì ạ? Token đúng không ạ? Thì chúng ta thấy nó sao ạ? Nó hơi bất tiện đúng không ạ? Lúc nào chúng ta phải nhớ cầm theo cái token đúng không ạ? Lúc nào chúng ta phải nhớ với cái cầu được. Rồi chúng ta hồi xưa khi mới ra đời thì token cũng là một cái đột phá. Tuy nhiên qua cái thời gian công nghệ càng phát triển thì đến nay thì nó sẽ có những cái ràng buộc, mà ràng buộc lớn nhất là gì ạ? Ràng buộc lớn nhất của chúng ta đó là token, đó là phải đi đi đâu cũng phải mang theo token đó đúng không ạ? Thì xuất phát từ thực tế đó thì VPT đã cải tiến và đưa ra sản phẩm mới cho chúng ta, giải pháp ký số từ xe đáp ứng nhu cầu của chúng ta rất là nhiều. Đó là gì ạ? VPT Smart CA, hôm nay đó là chúng ta em sẽ giới thiệu ngày hôm nay. Thì tại sao gọi là Smart CA? Thì do nó có những tính năng tiện ích rất là rõ ràng. Sau đây là một số tính năng tiện ích của nó. Thứ nhất đó là không có token chuyên dụng. Thứ hai đó là token chuyên dụng thì đối với quý thầy cô đúng không ạ, từng làm bên kho bạc đúng không ạ, từng đi nộp tiền kho bạc hoặc là làm những lĩnh vực mà liên quan tới báo cáo thuế hoặc là bảo hiểm xã hội đó. Thì chúng ta sẽ rất là rõ ràng cái phần này ha. Đi đâu hoặc là chúng ta ký 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 cái gì đó liên quan tới hành chính đó. Trước đây chúng ta có chỉ số trừ ký số thì cái token thì rất là phiền phức đúng không ạ, chúng ta lúc nào cũng phải mang theo, quên là chúng ta ký không được đúng không ạ? Rồi thì token thì nếu như mà đi đi kèm với token là gì ạ? Những cái framework đúng không ạ? Và những cái phần mềm chuyên dụng để người dùng có thể bắt buộc khi mà ký là chúng ta bắt buộc phải tải những cái phần mềm đó để dùng làm cái môi trường cho cái token hoạt động đúng không ạ? Rồi khóa thì nó cũng khó. Đối với Smart CA thì khóa sẽ được lưu trữ tập trung trên hệ thống cloud của VPT đúng không ạ? Và với thì cô yên tâm.
tất cả các khóa private này đều được được dưới dạng mã hóa, đều được mã hóa cả rồi, không ai có thể thấy được cả, ngoại trừ của thầy cô. Cái tính năng thứ tư rất là nổi bật, nó là tính bảo mật rất cao. Hiện nay MT đã áp dụng chính sách tiêu chuẩn bảo mật châu Âu EDS rất là cao. Nó là quản lý giao dịch, đúng không ạ? Và dùng quản lý Recording in progress. tính rất là cao, đúng không ạ? Tính bảo mật rất là cao, chúng rồi tiếp theo đó là người dùng, tiếp theo đó là người dùng có thể truy cập lịch sử giao dịch đầy đủ, như là chúng ta có thể xem lại lịch sử mình đã ký những cái gì ha, theo dõi được tất cả các dịch của mình, cũng như theo dõi ngân hàng á, chúng ta có nó sẽ có một phần chúng ta theo dõi tất cả cái lịch sử mà chúng ta từng để từng ký trên đó. Và cuối cùng điểm lớn nhất là gì ạ? Giảm tối ưu chi phí và giảm tối đa chi phí đầu tư vận hành. Theo một thống kê không chính thức của một tập đoàn, hệ thống Big Four, thì khi mà chúng ta cái số này thì chúng ta giảm đến 70-80% chi phí in ấn và thời gian cho chúng ta. Rồi trên cái slide thì em có bên em có giới thiệu qua các bước đăng ký CA, Smart CA, nhưng mà đối với quý thầy cô thì những bước này chúng ta chỉ biết là tham khảo thôi ạ. Còn đối với quý thầy cô thì hôm ngày những ngày sắp tới thì chỗ các anh chị em tại phòng bán hàng Hội Nhơn sẽ tới tận trường và đăng ký kích hoạt cho mình. Quy trình kích hoạt cũng khá là phức tạp. Tại sao ạ? Vì nó sẽ liên quan tới cái tính pháp lý của chúng ta, thì cũng như cái gì mà liên quan tới pháp luật, đúng không ạ? Và tài khoản ngân hàng thì chúng ta có thể xác minh rất là kỹ. Nhưng quý thầy cô yên tâm, các anh chị tại phòng bán hàng Hội Nhơn sẽ hỗ trợ cho chúng ta bằng hình thức trực tiếp. Chúng ta không cần nhớ như cái này, chúng ta chỉ gửi thông tin theo cái yêu cầu các anh, và các anh sẽ kết hợp cho quý thầy cô mà bảo đảm chắc chắn quý thầy cô sử dụng được chữ ký số này. Và chữ ký số này sẽ không chỉ dùng trong cái Edo này đâu, quý thầy cô có thể dùng trên các lĩnh vực khác, như là tiêu biểu ở ở Bình Định là gì ạ? Hành chính công, đúng không ạ? Chúng ta có thể ký các văn bản, chúng ta có thể ký giấy chứng sinh, giấy nghỉ ốm, vân vân, tất tần tật chúng ta có thể ký số trên mình sẽ bắt sai được. Em xin đi qua cái phần chức năng chính của hệ sụp, đúng không ạ? Thì các chức năng chính thì nãy em có nói qua thì em không xin phép nói lại ha. Rồi có ba tác nhân sử dụng chính, cả ba đối tác có ba tác nhân sử dụng chính trong cái hồ sơ dục này. Thứ nhất đó là giáo viên, thứ hai đó là quản lý và quản trị hệ, và cuối cùng là quản trị hệ thống. Thì đối với quản trị hệ thống thì dĩ nhiên quản trị hệ thống là người có quyền cao nhất đối với một phần mềm, thì bao gồm có quyền phân quyền tài khoản này ha, quản lý thư mục, phân quyền truy cập vào học tài liệu, vân vân. Đối với giáo viên thì sao ạ? Chúng ta quan cách upload tài liệu, cách đưa cái tài liệu lên cái thư mục đó, đúng không ạ? Hay là mình gọi từ đó là cách chuyển tài liệu lên thư mục đó, cái từ mà từ chuyên môn em hay gọi là cách chuyển. Cách chuyển là gì? Thì thật ra bản chất cách chuyển là đưa cái tài liệu đó qua cái chỗ cái hộp tài liệu mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Và sau đó ký số để đảm bảo cái tính hợp pháp lý của hồ sơ điện tử này. Còn đối với các quản lý thì sao ạ? Recording stopped. Các quản lý thì xem và ký số cho nó, đúng không ạ? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần giới thiệu. Chúng ta sẽ đi 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 qua cái phần quản trị hệ thống, chúng ta chỉ tập trung qua phần giáo viên và quản lý. Về quản trị hệ thống thì hôm bữa em đã có giới thiệu qua cái bên VTT đã giới thiệu cho quý thầy cô quản trị hệ thống ngày 15 tháng 9 nên là lớp đấy. Đây cái phần slide của quản trị hệ thống thì quý thầy cô lướt qua giùm em ha, rồi mình tới cái phần của quý thầy cô thôi. Em ạ, chức năng hồ sơ giáo dục dành cho quý thầy cô thì quý thầy cô thì về cơ bản thì nó chỉ cần ba bốn bước, đúng không ạ? Bốn bước, nhưng mà thật ra những một một số bước thì cũng như chúng ta đặt bác hàng ngày thôi ạ. Và một bước là bước cấu hình ký số, chúng ta chỉ làm một lần duy nhất. Em nhắc lại nhé, bước cấu hình ký số xin lỗi em sẽ nói qua, nhưng mà chúng ta chỉ làm một lần duy nhất. Nhưng mà do em trình bày thì em phải trình bày nó rất là cụ thể để cho các thầy cô có thể hiểu rõ về về cái sản phẩm của mình ha, hiểu rõ về cái tính năng của mình. Chứ còn thao tác thì em nghĩ thao tác rất là nhanh, khi mà chúng ta có chuyển thì chưa tới 1 phút đâu ạ.
Rồi. Bước 1 để vào bất kỳ vào phần mềm nào cũng vậy, đối với quý thầy cô ở cấp trung học cơ sở này thì thầy cô quá quá quen rồi, chúng ta gõ vào địa chỉ VNEDU, gõ cho trình duyệt VNEDU rồi chúng ta đăng nhập Recording in progress. đúng không? Rồi chúng ta bấm VNEDU gõ địa chỉ, thì thao tác gõ này thì em nghĩ đối với thầy cô quá quen rồi đúng không ạ? Chúng ta EDU đến nay là làm quen, chúng ta đã làm quen rồi. Rồi chỉ có một bước hơi lạ đó là cấu hình ký số cho thầy cô. Thì sau khi mà chúng ta đăng nhập vào VNEDU á, chúng ta sẽ chọn quản lý nhân sự, chúng ta chọn đúng cái tên của chúng ta. Ở đây em tên là Quang đúng không ạ? Thì em sẽ chọn đúng là tên là Quang. Và quý thầy cô yên tâm. Thì chỉ có tùy thuộc vào mình cấu hình, nhưng mà về bản chất thì một là thầy cô không được thay đổi thông tin của bản thân mình, chỉ có admin thay đổi. Hai là chỉ có thầy cô chỉ có thay đổi được thông tin của mình thôi, không thay đổi được thông tin gì khác đâu. Cho nên chúng ta không không lo lầm nhầm, chỉ trường hợp đó là tài khoản admin thôi đúng không ạ? Còn về bản chất thì thầy cô chỉ thay đổi được thông tin, sửa đổi được thông tin của mình đúng không ạ? Cái giao diện này thì em nghĩ chắc là thầy cô cũng quen rồi, do đợt vừa rồi chúng ta mới trải qua hai cái đợt làm dữ liệu lớn đúng không ạ? Thứ nhất đó là cơ sở dữ liệu bổ dục đúng không ạ? Thứ hai đó là cơ sở dữ liệu ngành. Thì những thông tin, một số thông tin này thì đối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa phương đó, là IOC Bình Định, IOC sở dục là đúng không ạ? Thì chúng ta phải cập nhật thông tin về thông tin cá nhân để cho đồng bộ lên, cho nó đầy đủ về thông tin về trình độ học vấn vân vân đúng không ạ? Môn dạy của quý thầy cô. Thì cái đợt vừa rồi chúng ta đã làm một lần rồi, thì cái giao diện này rất là quen đúng không ạ? Thì quý thầy cô nhớ giùm em, nhớ lại giùm em thôi, chúng ta vào đây. Nhưng mà thay vì chúng ta kích vào những cái thông tin trên cửa sổ bên cái tab đó, cái tab về đó vân vân, thì chúng ta chọn cái nút ở trên này có thông tin khác đó, được chưa? Thông tin khác chúng ta chọn quản lý ký số đó. Còn những cái thông tin còn trên cái cửa sổ này thì chúng ta quá quen đúng không ạ? Đối với thầy cô hai rồi, chúng ta chọn chọn ha. Rồi thầy cô dọn cái ký số, em xin quyết này rất là quen đúng không? Em tiếp tục cái slide mới. Đây thì cái bước này nó sẽ ra một cái màn hình để cho quý thầy cô cấu hình cái ký số của mình ha. Thì cái này nhập thông tin này ở đâu? Thông tin này thì như nãy mới nói là thông thường nó là căn cước công dân hoặc là chứng minh công hoặc là chứng minh nhân dân của quý thầy cô. Nhưng mà cái này quý thầy cô yên tâm, thì chỗ này các anh chị tại phòng bán hàng Hồi Nhân sẽ kích hoạt cho chúng ta. Và sau khi kích hoạt xong, em nhắc lại nhé, sau khi kích hoạt xong thì chúng ta nhập thông tin này vào hai ô này ha, tài khoản nè và tên. Thông thường tài khoản nó sẽ là cái chứng minh nhân dân hoặc là căn cước của thầy cô đúng không ạ? Đối với quý thầy cô là giáo viên thì chúng ta nhớ giùm em chọn ở đây là cá nhân và loại chữ ký là SpaceA đúng không ạ? Sau khi bấm nhấn lưu ở đây đúng không ạ? Sau khi chúng ta điền các thông tin cần thiết là tài khoản ký số, tên, vai trò và loại chữ ký số, thì quý thầy cô nhấn lưu giúp em ha. Thì sau khi lưu thành công thì nó sẽ ra màu xanh như thế này, được chưa? Như vậy là chúng ta đã thành công, nó sẽ thành công. Quý thầy cô yên tâm, hệ thống này là hoàn toàn là của người Việt Nam, cho nên nó sẽ thông tin của nó sẽ ra hoàn toàn bằng tiếng Việt và chúng ta sẽ không có gì bỡ ngỡ đâu ạ. Nó là chúng ta làm quen quen từ lâu rồi, nó rất là cụ thể gần gũi với chúng ta ha. Rồi cái bước mà cấu hình để có tính pháp lý của chữ ký số là bước vừa rồi, còn cái bước này là để cho chúng ta làm sao chữ ký cho chúng ta đẹp hơn thôi đúng không? Cái chữ ảnh chữ ký cá nhân là cái mà chúng ta có thể thay đổi thường xuyên. Cái này sẽ tùy thuộc vào cái ý nghĩa của chữ ký. Bây giờ là bây giờ trong vòng 1 2 tuần thì thầy cô muốn thay đổi chữ ký, thì thầy cô thấy rất đơn giản, là vẫn là tên người đó, nhưng mà thầy cô muốn thay đổi chữ ký thì làm sao ạ? Chúng ta thay đổi ảnh chữ ký, chúng ta thay đổi ở đây, chúng ta thay đổi ở ảnh chữ ký cá nhân được không ạ? Rồi cái bước này là làm đẹp này, những bước này là để cho có tính pháp lý cao. Bước này về bản chất là làm đẹp thôi, và bước này có thể thay đổi thường xuyên được. Rồi chi tiết bước này thì em xin nói sơ sau. Thứ nhất là chúng ta dùng một cái tờ giấy trắng á, chúng ta ký lên cái tên của thầy cô ký vào ha. Rồi sau đó sao ạ? Chúng ta chụp mấy cái máy ảnh á, điện thoại đó,
Điện thoại, em xin lỗi, điện thoại chụp để lưu dạng PNG ha. Rồi chúng ta tải lên máy tính, rồi chúng ta tải ở khu vực này. Có thể điện thoại chúng ta dùng điện thoại vẫn được ạ. Chúng ta lôi vào đây chúng ta tải. Chọn tập là chọn sao? Chọn cái ảnh chúng ta vừa 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 lưu ạ. Nhưng mà để đẹp thì ở đây ở VBT có hướng dẫn nhà thầy cô tách nền nữa ạ. Tách nền thì cái chữ ký nó sẽ đẹp hơn. Đúng không? Rồi. Thì dĩ nhiên để đẹp thì chúng ta phải kỳ công một chút, còn không thì chúng ta cứ chụp ảnh là được, đúng không ạ? Để đẹp thì nó hơi xử lý ảnh nó hơi xử lý ảnh một xíu, còn đối với thầy cô nào không cần đẹp thì cũng không cần rắc rối nhiều, chúng ta chỉ chụp và chụp ảnh lên thôi, còn dĩ nhiên để đẹp thì nó phải trải qua một số quá trình nữa ha. Rồi sau đó chọn tệp và sau đó tải lên thôi. Cái này bước này thì đơn giản, em nhắc lại nha, trong bước cấu hình bước này chỉ làm một lần duy nhất thôi ạ. Đối với cấu hình chữ ký số thầy cô chỉ làm lần đầu. Để bây giờ quý thầy cô có thể thấy nó nãy giờ mà chưa ký được, nhưng mà em đang nói rất là chậm, em đang đi rất từ từ để cậu nắm. Và nhắc lại nha, cái bước hai này này chỉ chúng ta chỉ làm một lần thôi, là lần đầu thôi, và cũng như các thông tin cá nhân đó, chỉ khi nào nó sai chúng ta mới sửa, đúng không ạ? Còn thông tin cá nhân ban đầu thì đa phần là một năm quý thầy cô sẽ kiểm tra một hai lần thôi, chứ không phải là một chuyên rồi. Thầy cô yên tâm về chuyện đó. Rồi cái bước đăng nhập này cũng vậy, cái bước đăng nhập hệ thống ký số này nè. Ký số thì thật ra bản chất là sao? Bản chất là đăng nhập khi chúng ta chưa có hệ thống, chưa chưa có ký số mà chúng ta dùng lần đầu, gọi là đăng nhập lần lần đầu thôi. Còn những lần sau chúng ta sẽ không đăng nhập lại đâu ạ. Xíu nữa em mở máy thì em sẽ thao tác thì quý thầy cô sẽ thấy rõ điều này hơn. Việc đăng nhập nó sẽ không có yêu cầu đòi hỏi gì chúng ta nữa cả. Rồi chức năng ký số tài liệu thì chức năng sẽ được mô đó về công tác ký số này nằm ở đây đấy, nó sẽ ký số như thế này, chữ như thế này, sau khi cái này là chữ đã là remove rồi đúng không đây. Nhưng một cái giao diện cơ bản của hồ sơ số điện tử nó sẽ nằm như thế này ạ. Ở đây đó là ở đây chúng ta nó sẽ có hai cái khái niệm chúng ta quý thầy cô lưu ý giúp em. Thứ nhất cái màu vàng vàng đó, cái thư mục màu vàng chúng em gọi là thư mục đúng không ạ, và những cái hình cái hộp màu xanh 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 đen này là gọt hộp tài liệu. Thì cái thư mục về bản chất thư mục là nó sẽ chứa hộp tài liệu. Hộp tài liệu là đơn vị lưu trữ nhỏ nhỏ nhất đúng không ạ, trong hộp tài liệu sẽ chứa file đúng không ạ. Đấy, và thư mục là có phải cái thư mục cha, thư mục con vân vân. Cấu hình về định nghĩa thư mục ở đây nó sẽ như là thư mục trên hệ thống điều hành Win chúng ta hay sử dụng, là nó sẽ gồm nhiều thư mục con chẳng hạn, rồi trong thư mục con có thư mục con nữa. Thì những cái thư mục này là do chúng ta định nghĩa nhé, cây thư mục là sẽ do quản trị hệ thống định nghĩa đúng không ạ, và quản trị hệ thống sẽ phân giao quý thầy cô được truy cập vào trong cây thư mục thì có hộp tài liệu vào hộp, và quản trị hệ thống sẽ phân ra quý thầy cô truy cập vào hộp tài liệu nào thì mình sẽ truy cập vào hộp tài liệu đó đúng không ạ. Nó cũng đơn giản thôi. Thì quý thầy cô có năm nào hồi xưa chúng ta phân quyền trên hệ thống mạng nội bộ chúng ta không ạ, thì ví dụ lớp 61 thì chỉ được vào lớp 61 chẳng hạn đó, thì năm nay là như vậy đúng không ạ. Thì ở đây nó cũng như vậy thôi, thì tự nhiên thực tế đó thì VMT cũng đưa lên hệ thống thôi, thì nó cũng tương tự như thực tế của chúng ta đã từng sử dụng đúng không ạ. Thì cái thư mục cha, rồi trong thư mục nó có nhiều cái cây thư mục con, rồi thư mục con nó sẽ dẫn tới thư mục con nữa chẳng hạn. Đây thì đối với quý thầy cô thì chúng ta chỉ lưu ý giúp em đó là chúng ta truy cập vào cái hộp tài liệu của mình. Thì thật ra nếu như thầy cô truy cập sai, thầy cô không có quyền á thì nó báo không có quyền thôi, thầy cô quay về lại đúng cái chức năng cái hộp tài liệu của mình được phân quyền đúng không ạ, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà làm vậy thì mất công thôi, ý là mình chỉ nhớ là mình được truy cập vào hộp tài liệu nào đúng không ạ, thì nó sẽ hiện lên cho thầy cô thấy thôi. Mình lúc nào thì mình vào lúc đó, nhưng mà cách định nghĩa này là hoàn toàn chủ động nha, không theo một không không nó không có cố định đâu. Với cái này là bên quản trị hệ thống của nhà trường sẽ cấu hình, và cái tên thư mục này sẽ hoàn toàn tự động đúng không ạ. Rồi thì đây nó có
chức năng cơ bản nhất là upload này. Upload để là gì ạ? Upload là có nghĩa là chúng ta đưa tài liệu lên cái hộp tài liệu này, đúng không ạ? Thứ hai là download. Download là gì? Thì download là cho phép tải tài liệu để lưu trữ. Thì tại sao có điều này? Thì cái này nhu cầu cá nhân thôi ạ. Thầy cô có thể chưa 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 có thể vì một lý do đó thì cô cần lưu 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 trữ cái tài liệu của mình, đúng không ạ? Về máy tính cá nhân, đúng không? Thì hệ thống vẫn cho phép thầy cô tải về cá nhân để cho người khác tham khảo chẳng hạn, đặc biệt là cho mình tải về để cho tham khảo chẳng hạn, mình tải rồi thôi, đúng không ạ? Vì mục đích cá nhân thì hệ thống vẫn cho download. Này là quyền quyền cơ bản của người dùng rồi. Còn upload là gì? Upload là up lên, còn sửa xóa, xóa thì như thầy cô tên là rất là rõ, đúng không ạ? Rồi thì đối với cán bộ quản lý ở đây là tổ chức chuyên môn thì cái hồ sơ giáo dục làm gì ạ? À? Chúng ta phải xem là ký số tiếp tục theo, thí dụ như đối với các tổ trưởng thì cái hồ một số cái yêu cầu về chữ ký chuyên môn, đúng không ạ? Ký vào chỗ nào thì chúng ta được phân quyền hoặc tài liệu chúng ta ký thôi. Rồi nó cũng những bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất là truy cập, cũng là truy cập vào hệ thống, đúng không ạ? Nhập nhập chữ sơ bắt buộc, đúng không ạ? Em ví dụ trong cái sổ chủ nhiệm này, một cái tài liệu nó hay sổ chủ nhiệm của A1, thì đối với giáo viên chủ nhiệm thì sổ chủ nhiệm chỉ là giáo viên ký thôi, hoặc là ông người tổ trưởng gì đó chuyên môn người ta là ký thêm. Không, cái này để ví dụ thôi nhé, em không có nói quy trình thực tế, em đang nói ví dụ nha. Tài liệu ai ký thì đối với đó thì người người đối với một cái sổ sách nào đó mà người người tổ trưởng bộ môn, người người gọi là cấp thẩm quyền á, các cấp quản lý á, giao cho ký, thì thay vì họ up thư tiện lên thì cái này là họ không up, người quản lý thì không up, nhưng mà họ sẽ được xem với phân quyền thì họ sẽ được xem cái tài liệu đó, đúng không ạ? Và họ sẽ ký vào chỗ cần ký đối với cấp quản lý, đúng không ạ? Em ví dụ như học bạ, đúng không ạ? Thì thầy cô đây, sổ chủ nhiệm đây, thì thầy cô sau khi up lên thì nếu như mà yêu cầu cấp quản lý ký vào thì cấp quản lý ở ở trên cái phần hồ sơ số, đúng không ạ? Mình sẽ truy cập vào cái thư mục hồ sơ số, đúng không ạ? Thư mục mà chúng ta cần 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 ký, chúng ta vào chúng ta ký thôi, được không ạ? Rồi đấy, thì bản chất của hồ sơ số thì nó cũng khá là đơn giản. Thì chúng ta cứ nghĩ bản chất là gì? Cô Linh ơi, hình như cô đang chiếm quyền của em đúng không ạ? Hôm nãy em không để ý. Em xin lỗi nhé, nãy cô Linh cô kích nhầm hay sao ạ? Em không để ý, em đang nói em, cho nên em kích nhầm, rồi em xin trả lại. Rồi. Rồi xin nói lại ha, nãy cô Linh cô ấy cô yêu cầu gì đó thì em không để ý, em kích rồi đó. Đấy. Quý thầy cô không có xin phép, với thầy cô đừng có bị mất control nhé. Hồi nãy em không để ý cho nên nó lại gây phiền phức cho tới giáo viên khác, các thầy cô khác đó. Rồi thì bản chất em xin kết luận, em xin tóm lại cái phần mà hồ sơ quản lý giáo dục ở đây. Không biết là thầy Huỳnh Ông Tuấn ạ. Anh Pháp không biết là các anh chị nào hỗ trợ cho thầy thầy Huỳnh Ông Tuấn gì không? Mạng rớt hay sao ạ? Nãy giờ có thầy cô nào bị rớt 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 khỏi cái cuộc họp chung không ạ? Không, thì nãy giờ em không có bị gì cả.
Dạ không cô Liên ơi, cái này cái tài khoản Zoom này là tài khoản Zoom có bản quyền, không có rớt rồi. Tài khoản của nó phải được một lúc mà phải 300 400 sơ, không có gì nữa. Cái này bên em còn cái tài khoản nào bị rớt được được nữa không ạ? À? Chỗ anh Pháp là hỗ trợ thầy ạ. À? Nhờ nhờ thầy nào có thắc mắc gì thì có anh Pháp nữa, có anh chị ở Hồ Nhân hỗ trợ với thầy cô ạ. À? Rồi thì em xin tóm lại chức năng về hồ sơ giáo dục nhé. Thì hồ sơ giáo dục là những cái hồ sơ sổ sách mà chúng ta cần để mà làm hồ sơ điện tử á. Ví dụ như là đối với chúng ta thì sổ, ví dụ như những cái sổ quen thuộc như là sổ sổ đầu bài, sổ điểm đúng không ạ, và học bạ thì chúng ta có thể ký số lên đó, và các cấp quản lý có thể ký lên đó, chúng giáo viên có thể ký để đảm bảo tính pháp lý, và các cấp quản lý có thể ký trước khi lưu hành ở bên ngoài đúng không ạ, ký số trên cái hồ sơ đó. Đối với giáo viên đúng không ạ, thì chúng ta có mấy bước, à có 3 bước, mà chỉ riêng một bước thì đã riêng một bước thì đã chỉ làm một lần, đó là bước 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 thứ hai, đó là có quyền chữ ký số cho các thầy cô. Còn không thì về bản chất thì chúng ta chỉ có 2 bước, đó là nhất là truy cập hệ thống, thứ hai là cách chuyển hồ sơ và ký số đúng không ạ, rất là nhanh đúng không ạ. Và tương tự với cấp quản lý thì chúng ta cũng 2 bước thôi, truy cập hệ thống, xem hồ sơ và ký số, giáo viên cũng vậy thôi. Thì đối với chuyển qua nó khác giữa giáo viên và cấp quản lý là gì ạ? Thì giáo viên là cấp giáo viên thì phải upload cái hồ sơ đó, gọi hay là chúng ta gọi thuật ngữ ở đây chúng em hay gọi đó là kết chuyển hồ sơ đó. Rồi em sẽ kết phần này và bằng cách là em sẽ demo cho các thầy cô đúng không ạ, thấy cái chức năng của hồ sơ số giáo dục đúng không ạ, em xin phép đi qua demo ạ. Em xin phép share lại màn hình nhé. Rồi quý thầy cô thấy được màn hình share của em chưa ạ? Rồi thấy được giao diện khi chúng ta về đâu chưa ạ? Thấy rồi đúng không ạ? Rồi thì em sẽ làm từng bước thôi. Nhất là gõ địa chỉ video đúng không ạ, nó sẽ ra giao diện này, chúng ta chọn đăng nhập, cái này quý thầy cô quá quen đúng không ạ, rồi chúng ta chọn giáo viên đăng nhập thôi đúng không ạ. Rồi chúng ta nhập cái tài khoản của giáo viên vào đúng không ạ, rồi chúng ta đăng nhập thôi. Rồi đây ạ. Ở đây đúng rồi, cái màn hình này chúng ta đã quá quen rồi đúng không ạ, chúng ta sẽ chọn vào cái nhân chúng ta đây, chúng ta sẽ thấy 2 chức năng chúng ta đang sử dụng đây là nhân sự đúng không ạ, và hồ sơ giáo dục đúng không ạ. Đấy, nhân sự thì nãy em có nói là ví dụ chúng ta bấm vào quản lý nhân sự đúng không ạ, chúng ta chọn đúng cái danh mình, đúng cái tên mình, thì dĩ nhiên thì quý thầy chỉ có admin thì mới có toàn quyền, còn với bản thân quý thầy cô thì bản thân quý thầy cô chỉ sửa được thông tin của mình thôi đúng không ạ. Thì tất cả các thông tin này thì hồi trước giờ chúng ta đã làm qua rất là nhiều lần làm việc rồi đúng không ạ, tất cả những thông tin này, trình độ chuyên môn phụ cấp vân vân, tất cả thông tin cá nhân, đây là dữ liệu test của em cho nên có thể thiếu gì đó quý thầy cô cũng không quan tâm, thì chúng ta chỉ cần nhớ đó là chúng ta chọn vào cái mục thông tin khác, chúng ta chọn vào mục quản lý ký số, chúng ta chọn vào mục quản lý ký số giúp em. Rồi trong mục quản lý số thì nó sẽ ra một màn hình, một màn hình đây ạ, à, màn hình cửa sổ đây ạ, à, đây em đang ra chuột đây ạ, à. Màn hình cửa sổ này thì nó sẽ có những thông tin cơ bản, đó là tài khoản ký số và tên tài khoản ký số đúng không ạ. Đối với quý thầy cô nhớ giùm em, chỉ chọn giùm em, nhớ giùm em nó chọn là vai trò cá nhân và loại là Smart CA. À. Thì tài khoản ký số ở đây chúng ta làm gì ạ? Chúng ta nhập vào thông tin chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Và quý thầy cô lưu ý giúp em nhé, cái thông tin này phải được kích hoạt.
được các anh chị em AM kích hoạt trên hệ thống thì chúng ta mới lưu được. Còn khi chưa kích hoạt, quý thầy cô nhập thông tin này vào, nó sẽ báo gọi là sẽ báo thất bại thôi ạ. Nó sẽ những cái thông tin này sẽ được liên kết với hệ thống chữ ký số, đúng không ạ? Vâng. Và liên kết với hệ thống chữ ký số của VNPT, thì nếu như mà chữ ký số của quý thầy cô chưa được kích hoạt thì nó sẽ báo thất bại thôi ạ. À. Nhà thầy cô lưu ý với em. Sau khi mà thành công á, nếu như mà chúng ta được thành công thì nó sẽ qua hiện bên này, đúng không ạ? À? Em sửa này đó, em hiện đó, đó. Chúng ta nhập hai thông tin này thôi, đúng không ạ? À? Nó sẽ ra thông tin thế này. Sau khi thành công thì nó sẽ hiện ra, nó sẽ có tài khoản như thế này. Nó sẽ ra tên tài khoản, đúng không ạ? À? Và vai trò cá nhân, đúng không ạ? À? Định là thành công là cái chỗ màu xanh xanh ở đây. Thành công là thì có màu xanh xanh là cây đây, không? Đúng không ạ? À? Đấy. Rồi như vậy là xong, chúng ta xong bước 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 cấu hình chữ ký số. Đấy. Thì để cho đẹp thì sao? Để cho cái chữ ký chúng ta đẹp thì chúng ta làm sao? Chúng ta vào phần chữ ký cá nhân, nhưng mà chúng ta ốp hình lên thôi. Đây chọn tệp. Đúng rồi, chúng ta kích vào chữ ký cá nhân. Cái bước vừa rồi bản chất là thầy cô cũng đã có cái thư ký ốp chân rồi, nhưng mà để ốp chữ ký lên chúng ta phải ốp cái ảnh chữ ký lên, đúng không ạ? Hai cái bước này là hoàn toàn khác nhau nhé. Cái bước mà để xác thực vân vân xác minh đó là cái số của cá nhân thì đó là của mình đã làm ở bên cái bước vừa rồi, còn bước này là để cho nó đẹp thôi ha. Chúng ta ốp chữ ký cá nhân lên rồi, nếu như mà chúng ta càng xử lý đẹp thì khi chúng ta ký nó càng đẹp thôi. Ở đây thì em cũng bên em làm cũng chưa đẹp lắm, chỉ đơn giản như thế này thôi ha. Rồi sau tất cả thì chúng ta nhấn lưu thôi ạ. À. Rồi ok, báo không còn rong. Ok, rồi sau khi chúng ta cấu hình chữ ký số cá nhân thì chúng ta qua đến em, bây giờ em ví dụ đó là cái học bạ đi ha. Đây thì đối với một số cái hồ sơ mà bên VMT có hỗ trợ cho quý thầy cô á, thì em ví dụ như là học bạ, đúng không ạ? Này những cái dữ liệu mà đã có sẵn trong video rồi á, thì chúng ta vào cái chữ ký số chúng ta chọn, đúng không ạ? Tôi điểm em ví dụ thôi cái này à. Đấy, sau khi chọn xong chúng ta bấm lưu rồi và sẽ cách chuyển qua, đúng không ạ? Bấm cách chuyển. Chờ không xử lý. Thật ra xử lý mấy học bạn là cái tên như nhau thôi, nhưng mà cô cũng không ấy. Có hai cách để quý thầy cô có thể đưa tài liệu lên. Một, đối với những cái sổ sách mà đã có sẵn trong video thì chúng ta cách chuyển. Còn những sổ sách mà chưa có thì chúng ta sẽ nhấn cái nút upload như đây và giới thiệu qua đó. Rồi đây giờ cách chuyển này ạ. Hơi lâu, thông tin nó hơi nhiều ha. Thông tin nó hơi nhiều mà thầy cô thông cảm ạ. Rồi báo thành công lên, đúng không ạ? Rồi nãy em kết chuyển vào cái mục số điểm, đúng không ạ? Đây đấy, cái thầy cô sẽ thấy rõ đúng không ạ? Đây đấy, hồi nãy em chọn cái thư mục là về số điểm. Cái thư mục này ở đâu có, tại sao lại có những cái này? Thì cái mục này về bản chất đó là do cái người người hệ thống tạo thôi. Thí dụ số điểm này thì bản thân ví dụ đây là cái số điểm nhưng mà em lại ước bạ thì nó chưa đúng, nhưng mà đó là ví dụ với thầy cô thôi. Em ví dụ như cái số điểm này chúng ta có thể tạo một con là thêm năm học 2023 2024, trong thêm năm học nó lại từng khối và trong khối đó nó mới có một cái lớp con nữa, đúng không ạ? Mới có lớp 61, 62, 63 vân vân. Và số lượng thư mục không bắt buộc nhé, số lượng thư mục có thể là một, cũng có thể là hai, tức là ba vân vân. Quý thầy cô và quý trường cũng muốn tạo bao nhiêu thì tùy vào ông, tùy vào mức độ quản lý của cấp cấp quản lý thôi ạ. À. Cấp quản lý ở đây là người quản trị hệ thống ạ. À.
Còn chúng ta chỉ việc chúng ta chọn cái thư mục để được phân cho chúng ta là số 1 thì chúng ta phân như thế này. Rồi. Đây. Sau khi đưa đưa vào cái chuyển vào đó nó sẽ như thế này, đúng không ạ? Với từ cô ta thấy học một bài là tự chuyển 41 học sinh, đúng không ạ? Rồi. Đây, còn cách thứ hai thì sao ạ? Em sẽ nhắc lại nha. Đối với những hồ sơ mà có để hội viên VNNU để hỗ trợ thì chúng ta vào chúng ta kết chuyển hồ sơ. Còn đối với những cái giấy tờ mới mà VNNU chưa hỗ trợ thì chúng ta vào plot này, đúng không ạ? Chúng ta chọn browse, chúng ta chọn file. Lưu ý ở đây để ký số được thì file đó phải là file gì ạ? File PDF. Đấy. Đây em chọn đây. Rồi chúng ta nhập cái tên vào đây. Rồi, ok. Đây, cái hai file đây, nó sẽ nằm ở dưới này. Đây, mới mới xem này đúng không ạ? Nó sẽ có thời gian chúng ta đưa lên hệ thống này đúng không ạ? Rồi để ký số thì chúng ta làm sao? Chúng ta chọn cái file, chúng ta nhấn vào ký số. Đây. Thì chúng ta chọn vào chữ ký. Chúng ta xích clip. Đấy. Rồi chúng ta kéo vào. Đúng không ạ? Em xin cái này rất là làm nhanh ạ. Ví dụ nếu như thầy cô chưa quen thì chúng ta chọn là chúng ta chọn nó sẽ nằm ở bên khổ, nó thường thường nó sẽ nằm ở trên đầu trang, đúng không ạ? Mình kéo lên. Cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là chúng ta chọn vào đây, chúng ta bấm skip clip thôi. Rồi ok, nó sẽ ra. Rất là nhanh đúng không ạ? Không có lâu không nào cả đâu ạ. Đấy. Ký rồi. Hai cách nhé, chúng ta nhấn vào chữ ký đây, còn không chúng ta skip clip. Chúng ta di chuyển con chuột đến vị trí cần ký đúng không ạ? Chúng ta nhấn skip clip hoặc là nhấn nút chuột ở đây là hướng dẫn rất là cụ thể đây, đúng không ạ? Rồi nhấn hoàn thành và ký số. Rồi. Em xin. Đây, chữ ký em nằm đây. Đấy, xong, đó là xong cái chữ ký. Rồi hôm bữa ngày 15 tháng 9 thì bọn em có trao đổi nhưng mà có thầy cô đặt câu hỏi là ký một lúc nhiều học bài được không, nhiều nhiều hồ sơ được không, em xin khẳng định được, xin khẳng định VMT có hỗ trợ, em xin phép khẳng định lại một lần nữa rõ cho quý thầy cô nhé, VMT vẫn hỗ trợ được ký một lần nhiều nhiều hồ sơ, em ví dụ đây luôn ha. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý, vì thứ nhất đó là chữ ký là chúng ta phải kiểm tra chứ không cứ ký đại đó, thì em cũng nói rõ bữa em có nói nhưng mà có vẻ là em cứ chưa thấp ý, cho nên cái từ cô chưa hiểu lắm, cho nên có một số thông tin phản ánh là kêu ký không được thì em xin hẹn lại nhé. VNPT vẫn hỗ trợ ký một lúc nhiều được, 100.000 cũng được, nhưng mà bản chất là ký như vậy thì chúng ta sẽ hơi chờ chờ hệ thống nó chờ chờ lâu một xíu đúng không ạ, thì ký một lần mà thì chúng ta chỉ đây em ví dụ đây là học bạ hay là số điểm gì đó vân vân thì cái đó chúng ta không quan tâm. Và nội dung đây em ví dụ môn toán học của em ký đây đúng không, thì em ship clip vào vị trí đây em ký đấy rồi xong. Còn ký thì chúng ta chịu khó ký cho nó đẹp thì nó nằm ở khung đó thôi, đúng rồi, học sinh đây là học sinh đấy, rồi em hoàn thành ký số. Đây đấy, nó sẽ một lúc ký cho nhiều học sinh, có thể chọn hết cũng được nhưng mà quý thầy cô chờ lâu, cái dù chờ trên cái smart nó lâu thôi. Đúng rồi. À, giấy phép em cái này đây đây em ví dụ đây bà đây nó sẽ ký thế này đúng không ạ, rồi nó một học sinh nó một như ý đúng không ạ, rồi em sẽ quay học sinh như ý Phan Thái như Phan Thái Vi, em bấm xem này đúng không ạ, đây nó á, em ký một lần nữa em ký rất là nhiều học sinh đúng không ạ, đây nó cũng nhưng mà em cũng cánh bữa em cũng cánh nhắc qua thì chữ ký này nó sẽ tại vị trí của đề này thôi đúng không, thì khi thầy cô chuyển chữ ký mà nhiều sinh đó, thì nó sẽ cố định tại một vị trí này đúng không ạ.
một lần thôi. Rồi, nó cơ bản hồ sơ số là vậy. À, để trả lời câu hỏi của cô Kim Anh về giáo viên chủ nhiệm về một số mục không. Cái này cô em không hiểu là cái gọi là vì có một số mục trong sổ chủ nhiệm giáo viên không có tòa chọn hồ sơ thành công. Thì em xin trả lời cho cô thế này. Thì hôm nay là em sẽ bản chất là em giới thiệu về cái hồ sơ số. Còn để cái thời gian trong tay của khách hàng thì nếu như mà cái lỗi gì đó hoặc là yêu cầu gì đó về sổ chủ nhiệm đúng không ạ, nó bị lỗi hay sao đó hoặc là cô tác chưa đúng thì cái cô có thể liên hệ tại các anh chị em hoặc là có một cái group hỗ trợ hoặc là số hoặc là em cũng được, bên em sẽ hỗ trợ thôi. Còn cái em nãy nhắc lại nhé, cái sổ chủ nhiệm này là tên em đặt thôi đúng không ạ, thì đối với thầy cô đúng không, thì sổ chủ nhiệm thì chúng ta phải chức năng sổ chủ nhiệm thôi. Còn những chức năng nào mà đây em ví dụ sổ chủ nhiệm thì không biết là thông tin nào mà nó chưa đúng thì thầy cô có thể lưu lại và thầy cô có thể gửi yêu cầu sau, chứ còn hôm nay chúng ta không phải là để làm cái này. Về bản chất cái sổ chủ nhiệm á, thì về bản chất thì nếu như mà không có chuyện sổ chủ nhiệm, chúng ta để có chuyện cái sổ chủ nhiệm á thì quý thầy cô có thể làm cái khác thôi đúng không, chúng ta có thể làm ở ngoài rồi chúng ta upload đúng không. Cái sổ chủ nhiệm của cô thì nếu như bị lỗi thì chúng em sẽ xử lý, cô liên hệ giùm em. Còn hôm nay chúng ta đang đi hồ sơ số thì em không biết là yêu cầu của cô là như thế nào cụ thể về sổ chủ nhiệm, mà bản chất thì cái sổ chủ nhiệm đó thì chúng ta cũng chỉ là chọn được cách chuyển đó thôi đúng không ạ. Nếu như không có chuyển được thì chúng ta có thể đây nó cũng vẫn có chuyển lên chi phố hay là xuất file đúng không ạ. Đấy, còn những cái tên về về ấy thì em nãy em nói rõ mà, nó có hai cách để chúng ta thêm. Một cách là chúng ta nếu như mà Vinu chưa làm hài lòng với thầy cô về cái sổ chủ nhiệm này thì quý thầy cô có thể soạn sổ ở ngoài rồi chúng ta upload vào hồ sơ số này đúng không ạ. Đấy, ví dụ sổ chủ nhiệm đây đúng là đây, rồi chúng ta upload lên, chúng ta chọn cái file đúng không ạ. Rồi chúng ta chọn đây đúng không ạ. Rồi đấy, sổ chủ nhiệm chẳng hạn đấy. Nói như quý thầy cô cảm thấy mà cái file nó rồi cái sổ chủ nhiệm của Edo nó chưa 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 hoàn hảo á, thì chúng ta có thể thêm bằng cách là soạn cái file ở ngoài chúng ta ký số trên cái sổ chủ nhiệm đó thôi rồi chúng ta xác nhận. Đấy, đây ạ, à, cái rồi là sổ chủ nhiệm thôi ạ. À. Dạ. Rồi, em xin phép như vậy được được không ạ? Em xin phép kết thúc phần demo sửa phần giới thiệu về hồ sơ số, thì mời quý thầy cô có ý kiến tiếp theo ạ. À? Mời quý thầy cô có ý kiến về cái phần hồ sơ số này ạ. À? Alo. Dạ mời quý thầy cô tham gia ạ. Alo, qua đi. Dạ vâng. Ừ. Để cho kịp thời gian thì em tiếp tục em demo cái phần giáo án để rồi quý thầy cô chúng ta nhìn luôn xong rồi ý kiến một lần luôn em ạ. Dạ rồi. Theo cầu của bên phòng em sẽ yêu cầu của các anh thì em sẽ trình bày tiếp cái phần lấy giáo án. Rồi. Thử. Thì quản lý giáo án nó cũng gồm có chức năng chính của hệ thống, các đối tượng sử dụng chính của hệ thống quản lý giáo án cũng gồm có ba thành phần chính. Thứ nhất là quản lý hệ thống, thứ hai là giáo viên và quản lý hệ thống. Thì đối với chức năng của quản lý hệ thống thì bên MT đã giới thiệu cho các quản lý hệ thống vào một ngày khác rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái phần mà của giáo viên và cấp quản lý, ở đây là chính là tổ trưởng chuyên môn á. Thì
Các chức năng chính của giáo viên gồm có chỉ có đơn giản là quản lý án của tôi, quản lý giáo án của tôi làm gì ạ? À? Thêm giáo án mới đúng không ạ? Rồi xóa vân vân. Sau đó là chúng ta ký số giáo án, rồi sau đó chúng ta gửi để cho bộ phận chuyên môn, bộ phận quản lý chuyên môn người ta ký duyệt thôi. Thì đối với bộ phận quản lý chuyên môn thì quản lý giáo án của bộ chính người đó, quản lý tổ bộ môn, rồi quản lý các giáo viên trong tổ, rồi quản lý các giáo án của các giáo viên trong tổ đúng không ạ? Duyệt giáo án của giáo viên trong tổ mình và ký số giáo án đúng không? Duyệt giáo án ở đây có nghĩa là duyệt nó có hai trạng thái là xác nhận và từ chối thôi ạ. À. Đúng không? Rồi, đối với phần chị hệ thống thì quý thầy cô lưu ý giúp em bỏ qua giùm em ha. Rồi, đối với chức năng quản trị quản lý giáo án của giáo viên thì bước 1 thì nó cũng gồm 4 bước, nhưng bước 1, bước 2 và cái bước như nó cũng như mỗi khi là bước 1 là chúng ta truy cập vào hệ thống vnedu.vn. Bước 2 là cấu hình ký số. Quý thầy cô có thể thắc mắc là sao bước này làm hoài, thì thật ra là đó là em giới thiệu cho đúng ý thôi, hết ý thôi, nghĩa là làm rõ với quý thầy cô cái các bước, và như hồi nãy khi mà giới thiệu hồ sơ số em có nói qua rồi, bước này chỉ làm một lần, em xin nhắc lại nha, bước cấu hình ký số chỉ làm một lần duy nhất chứ không phải lúc nào cũng phải làm như em giới thiệu đâu ạ. Còn em giới thiệu thì em giới thiệu theo đúng cái bước, từng bước cho nó rõ ràng ý các thầy cô ha. Thì rồi mình lướt qua ngoài luôn ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã truy cập vào hệ thống đúng không ạ, chúng ta nhấn vào cái phần biểu tượng quản lý giáo án trên màn hình của Vinidu đúng không ạ, nó sẽ ra một cái cửa sổ quản lý giáo án như thế này đúng không ạ, quản lý giáo án đúng không ạ, đấy cửa sổ quản lý giáo án. Thì trong này nó cũng có hai phần, phần bên góc bên trái của thầy cô đó là tài khoản VNVTCA, dưới đây đó là tài khoản VPT SmartCA, ở trên một xíu đó là cái danh sách giáo án của tôi đúng không ạ, về các chức năng phụ khác. Bên góc phải màn hình, bên góc chính giữa đúng không ạ, hơi chính giữa góc phải là sau là cái nút, bốn nút đúng không ạ, thêm giáo án nè, xóa giáo án, gửi kiểm tra, xuất danh sách giáo án và ký số đúng không ạ. Ở dưới đó chúng ta sẽ đi qua đó, ở dưới đó là một cái grid đúng không ạ, một cái lưới, xin lỗi nói dùng dùng từ ấy, em sẽ dùng tiếng Việt ra đúng, đó là một cái lưới đấy, trên lưới này thì nó có các thông tin cơ bản của giáo án đúng không ạ. Thì thông tin cơ bản là gồm tên, tuổi, tên giáo án, rồi người up, rồi của lớp, của khối đúng không ạ, tiết nào, môn gì, rồi thời gian đưa lên, trạng thái. Đây, xíu nữa em sẽ nói, chút nữa em sẽ nói bằng này. Đúng không ạ? Tên giáo án. Rồi sau khi chúng ta nhấn nút thêm, đây là cái lưới. Ở trong cái lưới này nó sẽ có những cái thông tin như thế này. Rồi em mở cái lưới rộng ra cho thầy cô để chụp hình, em chụp hơi nhỏ. Em sẽ vào quản lý giáo án này. Rồi, em sẽ lại một hình khác. Đây rồi quý thầy cô ta thấy là màn hình xe bác cái hình nó chụp nó sẽ bị mất cái phần ở sau này à, đây ạ. À. Đây nó có hai phần, thứ nhất đó là thông tin về 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 các cái số của thầy cô đúng không ạ, hệ thống thông tin ký số, đây là tài khoản ký số, còn đây là danh sách giáo án của tôi. Trên này có thông tin cơ bản như sau: tên giáo án này, giáo án loại gì, tổ chuyên môn, tuần, khối, lớp, môn học đúng không, tiết nào đây, trạng thái. Và cái chỗ cái số này đúng không ạ, chỗ cái số em đang bôi này đúng không ạ, là đã cái số rồi, thể hiện đã cái số rồi, lúc này là nút xem đúng không ạ, xem online đó, đúng là sửa mà thôi, đã kiểm tra rồi. Trạng thái ở đây chúng ta có các trạng thái như sau: thứ nhất đó là trạng thái đang soạn thảo, là chúng ta trạng thái chưa gửi lên cho bộ phận quản lý chuyên môn xét duyệt đúng không ạ. Trạng thái thứ hai đó là trạng thái chờ xác nhận đúng không ạ, chờ xác nhận là sao, chúng ta đã gửi nhưng mà bộ phận có chuyên môn chưa duyệt thôi. Trạng thái thứ ba là trạng thái đã kiểm tra.
thì đã kiểm tra, có nghĩa là bộ phận chuyên môn đã xét duyệt và ok đồng ý với giá của chúng ta rồi đó. Và có một trạng thái nữa màu đỏ, nó sẽ báo đỏ đây, đó là trạng thái không chấp nhận giáo án. Thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta làm lại thôi, chúng ta up lên giáo án khác đúng không ạ? Up lên giáo án khác cho nhanh đúng không ạ? Rồi đó là bốn bốn trạng thái của giáo án với thầy cô nhớ cho em nhé. Thứ nhất là đang soạn thảo nè, chờ xác nhận đúng không ạ? Thứ hai là chờ xác nhận, thứ ba là đã kiểm tra, và cuối cùng là không chấp nhận đúng không ạ? Rồi em quay lại rồi, như vậy là xong. Em xin lỗi, như vậy là cái logic này đó đúng không ạ? Sau khi xong tất tần tật thì chúng ta làm gì ạ? Rồi em quay lại slide xíu, điều xe đi. Đây ạ. Rồi tiếp tục, em tiếp tục quay lại slide của mình ha. Đây đúng không ạ? Sau khi thêm đúng không ạ? Các thầy cô đã quen, đã đi qua cái grid, cái lưới, à, xin lỗi, cái lưới của là giáo án rồi đúng không ạ? Nó có những thông tin đó. Thì để thêm một giáo án mới thì chúng ta là sao ạ? Chúng ta nhấn vào thêm giáo án và chúng ta có một cái cửa sổ để chúng ta thêm đúng không ạ? Ở đây là các thông tin này thì quý thầy cô đã quá quen thuộc đúng không ạ? Quý thầy cô phải rất là rõ ràng, rất là nóng, rất là kỹ vào phần này rồi. Phần này thuộc về cái chuyên môn của thầy cô rồi thì VPT cũng không dám gọi là múa rìu bắt thợ đâu ạ. Đúng không ạ? Cái phần này là của thầy cô rồi. Các thông tin nên như thế nào, tuần tiết môn vân vân, tên bài dạy vân 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 đúng không ạ? Là hoàn toàn là những gì chúng ta đã làm rất là nhiều năm. Đúng không ạ? Theo đúng quy định của thầy cô thôi, quy định của các thầy cô cứ làm đúng quy định thôi. Còn rồi, sau khi thêm tất cả các thông tin cần thiết thì chúng ta nhấn nút lưu, như vậy là xong bước thêm giáo án rồi. Rồi sau khi tham gia án là chúng ta làm gì? Ký số. Nó ở đây em có ghi là bước đăng nhập, nhưng mà sao hồi nãy em không có đăng nhập, thì mà em có nói đó là cái bước đăng nhập này đó, cũng như cái bước có hình ký số chỉ thực hiện lần đầu tiên thôi, còn những lần sau thì hệ thống nó sẽ ghi nhớ cho chúng ta đúng không ạ? Rồi chúng ta không cần phải đăng nhập lại đâu ạ. Đấy, đây thì thực hiện ký số trên giáo án đây này này. Để thực hiện ký số trên giáo án thì chúng ta trên trên cái lưới này, trên cái lưới giáo án của chúng ta chọn đúng rồi, chúng ta chọn cái giáo án cần phê duyệt, rồi sau đó chúng ta nhấn nút ký số, hệ thống sẽ hỏi chúng ta đăng ký hay không. Rồi như tương tự như là cái bên hồ sơ số đó, hệ thống sẽ hỏi chúng ta ký hay không đúng không ạ? Đấy rồi, nó cũng như bước kia, cũng quá trình ký nó cũng như thế này, chọn chữ ký thì nó sẽ ra mặc định, còn nếu không thì chúng ta di chuyển đến cái khung cần ký đúng không ạ? Chúng ta nhấn ship clip đó, nó sẽ ra đúng ngay cái vị trí của chúng ta cần ký. Rồi sau khi xong hết tất cả các bước, và cái bước lúc này đã chúng ta là cái số tại cái bảng giáo án rồi, thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta chọn giáo án đó, chúng ta gửi lên cho cấp trên để người ta làm gì ạ? Xem xét cho chúng ta là đúng hay sai, hay là hợp lý hay không hợp lý, và cấp trên sẽ cái trách nhiệm phản hồi lại cho chúng ta đúng không ạ? Rồi sau khi xong hết tất cả các bước thì quý thầy cô nhớ giùm em chọn đây và gửi kiểm tra. Thì các thầy cô có thể là lỡ tôi quên thì sao, thì hồi nãy có nhắc đó, nghĩa là nó sẽ có trạng thái nè, trạng thái đang soạn thảo là quý thầy cô thì nhìn vào giá của quý thầy cô thì thấy rất rõ các trạng thái mà đang soạn thảo có nghĩa là chưa gửi đúng không? Và khi gửi rồi nó sẽ chuyển qua trạng thái là chờ xác nhận. Quý thầy cô yên tâm nhé, nó rất là rõ ràng đúng không ạ? Nó sẽ rõ là chúng ta là trạng thái nào đang đang ở đâu, và khi đưa vô phần mềm đúng không, thì nó sẽ rất là rõ ràng, rất là minh bạch đúng không ạ? Thì nó sẽ không còn những cái khái niệm mờ nữa đúng không ạ? Nó sẽ rõ ràng khi tôi đã gửi rồi, và trách nhiệm của cấp tổ trưởng cũng là trách nhiệm là phải phản hồi cho tôi, chứ không nó nói là tôi chưa nhận được. Thí dụ gửi hồi xưa em có một, hồi xưa chúng ta hay gửi mail đúng không, có thể nhiều lúc là đã gửi rồi nhưng mà lại kêu chưa nhận được vân vân đúng không ạ? Thì bây giờ đó trạng thái nó rất là thể, đối với hệ thống thì không có chuyện đó được đúng không ạ? Đã gửi là đã gửi, tôi chưa gửi là chưa gửi, trạng thái nó khác nhau đúng không ạ? Nó không còn trạng thái là ừ sao gửi rồi mà chưa nhận được vân vân, thì nó không còn cái chuyện đó. Rồi như vậy là
vừa xong em vừa trình bày xong các bước của quản lý giáo án dành cho giáo viên, thì chúng ta còn một bước nhỏ dành cho cán bộ quản lý. Thì về cán bộ quản lý cơ bản nó cũng như vậy. Thứ nhất là chúng ta cũng vào địa chỉ, thứ hai địa chỉ và nhập cái tài khoản mình đã được cung cấp, cái này quá quen rồi. Thì đối với cán bộ quản lý thì nó chỉ đơn giản đó là xem và duyệt, xem ký số và duyệt. Thì bước ký số này để làm gì? Bước ký số này để tăng cái tính, tăng cường tính pháp lý của hồ sơ điện tử, có nghĩa là đã có cấp trên có thẩm quyền xem giá rồi, đúng không ạ? Và bước cuối cùng đó là duyệt giáo án, đúng không ạ? Duyệt giáo án ở đây chúng ta có thể là duyệt, có thể từ chối và chấp nhận, đúng không ạ? Thì tương ứng với giáo viên thì ở dưới kia thì người ta sẽ biết được là giáo viên mình, em mình xin lỗi, đối với giáo viên thì khi mà tổ trưởng bộ môn duyệt giáo án, nếu như mà chấp nhận thì sẽ hiện ra là trạng thái là chấp nhận, còn đã kiểm tra. Còn nếu như mà không chấp nhận, đúng không ạ, thì sẽ trạng thái là sẽ hiện ra trạng thái là không chấp nhận, đúng không ạ? Thì đây đối với người, cho nên quý thầy cô có thể thấy này, đúng không ạ, ở đây chúng ta thấy nó hơi khác, cái quyền của tổ trưởng chuyên môn nó sẽ khác, hơi khác với cái quyền của giáo viên. Tổ chức chuyên môn sẽ có một cái quyền đó là duyệt giáo án, đúng không ạ? Đấy. Thì những giáo án này sẽ được, giáo án này là của ai ạ? Giáo án này là của bản thân giáo viên trong tổ gửi lên thì rất là nhiều, đúng không ạ? Theo nhiều khối nhiều lớp, đúng không ạ? Nhiều khối nhiều lớp, nếu như tổ trưởng chuyên môn rồi thì sẽ rất là nhiều. Và người tổ trưởng bộ môn sẽ xem được tất cả các giáo án này và chọn giáo án chúng ta cần duyệt, chúng ta bấm vào để kiểm tra. Nếu như hợp lý, sau khi chúng ta xem nếu như hợp lý thì chúng ta bấm vào nút để kiểm tra này, chúng ta chọn là để kiểm tra, bấm lưu ạ. Nếu như giáo án mà nó chưa chính xác hoặc là cần gì đó thì quý thầy cô chọn vào nút 3 này, đúng không ạ, cái nút xem này, xem sau xem, đúng không ạ, thì quý thầy cô lại chọn vào cái nút này kiểm tra giáo án là, và chọn điều kiện là gì ạ, không chấp nhận. Nếu như chúng ta chọn sai, chọn nhầm trạng thái thì sao ạ? À? Chúng ta hủy đi ạ. À. Xíu nữa em sẽ demo và nói rõ phần này thôi. Cái này thì không đơn giản, chỉ là bước cái bước mà chọn thôi. Đúng rồi, thì cái bước về cơ bản thì giáo viên quản lý công việc cũng khá là nhẹ nhàng. Chỉ có về áp lực về cái thực tế thôi, áp lực về cái trách nhiệm của mình thôi. Còn công việc thì thứ nhất là vào cái nút này, bấm duyệt giáo án nè. Thứ hai là chọn giáo án này, nó rất là từng bước rõ ràng. Thứ ba là xem, nếu như ok rồi á thì chúng ta bấm vào nút kiểm xem, chúng ta xem. Nếu như sau khi xem thì chúng ta làm gì? Kiểm tra. Kiểm tra thì có hai trạng thái cơ bản, đó là kiểm tra và không chấp nhận. Nếu như chúng ta duyệt thì chúng ta chọn là để kiểm tra, nếu như chúng ta từ chối giáo án thì chúng ta báo không chấp nhận. Rồi, như vậy là em cũng vừa trình bày xong cái phần mà quản lý giáo án, thì em cũng xin phép demo luôn nha quý thầy cô, để cho tiết kiệm các thời gian ha, để tiết kiệm quỹ thời gian cho quý thầy cô. Thì em cũng xin demo cái phần quản lý giáo án của mình ha. Rồi, em xin chọn lại màn hình. Rồi, em sẽ lại bấm qua là màn hình này thêm nè. Rồi, bây giờ em sẽ thêm giáo án này, em sẽ xóa. Chờ xác nhận đây. Rồi. Rồi. Em số bớt rồi ạ. Đây, đấy. Đã gửi lên cấp trên thì chúng ta không ấy được đâu. Loại giáo án chúng ta chọn các phương bản. Đang ngủ gặp đúng không ạ? Rồi, đây nãy em có nói nó là file giáo án phải là file file mà để ký số được là phải là file PDF đúng không ạ? Thì phần mềm có hỗ trợ chúng ta chức năng mà chuyển sang PDF này đúng không ạ?
Đây, còn ở đây. Đồ các thông tin cần thiết cho mọi người lưu. Rồi sau khi chúng ta kiểm tra lần nữa, chúng ta bấm xem đúng không ạ? Rồi có thể sai sót gì đó. Rồi không có thì chúng ta ghi số. Hệ thống sẽ hỏi chúng ta ghi số. Thì thao tác ký số thì nó cũng tương tự đây thôi. Chúng ta em cái phải ký như này. Bấm clip vào. Đấy, nó sẽ ký trên góc này ha. Rồi, chúng ta bấm hoàn thành. Rồi, ký số là xong. Đây, chúng ta xem lại cái giấy chúng ta đã ký đúng không ạ? Đây, như thế nào chỗ này ha. Rồi nếu như không có vấn đề nữa thì không có vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta gửi cái số thôi. Rồi, đó là em vừa hoàn thành xong cái quản lý giáo án rất là nhanh đúng không ạ? Em vừa hoàn thành xong cái chức các chức năng quản lý giáo án của giáo viên. Đúng không ạ? Từ đây, trạng thái của toán 62 đây, lúc này sẽ đang là chờ xác nhận này đúng không ạ? Rồi. Đấy, em vừa xong bước giáo viên thì bây giờ em sẽ qua bước của ông quản lý của thầy cái của người giáo viên quản lý đúng không ạ? Out. Đây, đối với cái quản lý thì cái phần mà cái bước mà cấu hình chữ ký số thì mong mong thì em không xin phép không nữa. Rồi em thẳng và em vào thẳng chức năng quản lý dự án luôn ạ. À. Đấy. Thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy, toán A2. Chúng ta vào chức năng dự án thì nó sẽ có một loạt list trên sách của chúng ta, đúng không ạ? Rồi chúng ta chọn, chúng ta xem. Thì nếu như mà chúng ta xem sau khi xem xong đúng không? Chúng ta xem xong chúng ta duyệt. Rồi xem. Rồi, cảm thấy ok. Chúng ta duyệt. Chúng ta ký số trong đó. Đúng không ạ? Chúng ta ký số trong này. Chúng ta chọn cái giáo án chúng ta vừa ấy rồi. Chúng ta ký số trong này. À, không, em xin lỗi. Em lại không có ký số trong này. Em tài khoản này mà hết ký số rồi, hiện nay do thay đổi ký số nhiều quá. Thưa cô thông cảm. Thì nói chung cái bước thêm ký số này do hết ký số rồi, bước thêm ký số này thì nó cũng tương tự thôi, cái này cô cứ kéo và ký thôi. Rồi sau khi xong chúng ta kiểm tra giáo án này nè. Chúng ta chọn trạng thái là để kiểm tra hoặc là không chấp nhận đúng không ạ? Chúng ta chọn không chấp nhận đây. Chúng ta lưu. Rồi, đấy, nó sẽ trạng thái màu đỏ cho chúng ta. Đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta chọn nhầm thì sao ạ? Chúng ta vừa kiểm tra lại thôi. Chúng ta hủy cái trạng thái này đúng không ạ? Nếu như chúng ta chọn nhầm thì chúng ta bấm bấm vào hủy kiểm tra để chúng ta lưu, chúng ta sẽ làm lại đúng không ạ? Đấy. Nó sẽ trạng thái này đây là chờ xác nhận. Rồi. Rồi em là lần này em chọn nãy em nhầm thì lần này em chọn là đúng để kiểm tra đúng không ạ, thì em lưu. Thì lúc này thì bản thân giáo viên ở dưới này sẽ biết là ok giáo án tôi đã được duyệt. Dạ, xin phép với thầy cô là em đã vừa chuẩn bị xong cái phần quản lý giáo án luôn á, thì mong với thầy cô trao đổi luôn cả hai phần trong cái hồ sơ giáo dục. Là như vậy là em đã trình bày xong cái phần cái hồ sơ số giáo dục dành cho quý thầy cô ngày hôm nay, thì mong quý thầy cô có những ý kiến đóng góp và trao đổi ạ. Dạ, xin mời quý thầy cô ạ.
Cho anh xin tham gia tí qua. Kính thưa quý thầy cô, thì qua cái phần mà trình bày của anh Quang về vấn đề hồ sơ số thì ở đây cái nổi nổi bật nhất là cái học bạ của học sinh. Thì như khi nay thì học bạ thì quý thầy cô đến cuối năm thì xuất ra trên hệ thống VNEDU, kết chuyển và in ra và ký tên. Đó. Thì thời gian ký, một giáo viên mà ký cho hết một lớp thì cũng mất thời gian cũng khá lâu, phải hơn nửa tiếng. Tuy nhiên hôm nay thì em thấy cái việc đó là rất là nổi trội. Thì khi mà hồ sơ đã điểm chỉnh chu hết rồi thì khi phần cuối cùng là phần ký và in ra ký thì em thấy đây rất là thuận thuận là chúng ta ký một cái lớp, thì chúng khi nếu mà mạng internet chúng ta đảm bảo chất lượng thì là nhanh, thì chúng ta ký một lớp chỉ cần chừng cỡ 3 đến phút là chúng ta xong một cái lớp, như ví dụ như số 641 học sinh đấy. Đấy là cái mà em thấy nó rất là nổi trội. Và về mặt quản lý nhà trường thì cái hồ sơ đó nằm trên đó mãi mãi, phải nói như vậy, và kết xuất ra bất cứ lúc nào, có ngày có giờ ký trong đó nó rất rõ ràng. Đó là mang tính pháp lý, khi mà chúng ta list ra cần hồ sơ em nào, lớp nào, năm học nào, thì vẫn có cái việc đó, nó nằm trên hệ thống của VNPT. Đó là một việc mà em thấy rất nổi trội. Tuy nhiên lại có một giáo viên hỏi về cái vấn đề cái số điểm, thì không biết cái số điểm đó khi nay là như thế nào. Thì mong quý đó rồi cô khi chắc tuần tới luôn em sẽ đến trường, khi hay là khi đã triển khai thì có vướng cái gì thì cô cứ trao đổi trực tiếp về vấn đề đó, cái số điểm đấy. Thì ở đây là giới thiệu vấn đề ký được hay không thôi, và ký như thế nào, cái chuyện thế nào. Còn số điểm là nếu mà quý thầy cô xuất ra in ra được thì đảm bảo với quý thầy cô là in ra được thì chúng ta đưa lên môi trường này là ký được hết bất cứ một cái sổ điểm hay là cái giấy tờ nào là chúng đưa lên đây là chúng ta sẽ ký được ngay đấy. Còn cái vấn đề thứ hai nữa là cái mục là giáo án điện tử, thì quý thầy cô cũng thấy đó, thì khi nay là cũng không phải nói quý thầy cô, nhưng cũng có nhiều trường hợp là chúng ta sẽ khi mà chúng ta dạy rồi mới gửi giáo án. Cái trường hợp đó là nhiều lúc chúng cũng hy hữu, nhiều lúc chúng quý thầy cô công việc hay là cái gì quên chúng ta không gửi kịp giáo án lên. Tuy nhiên là việc dạy thì nhà trường cũng chấp nhận cho chúng ta dạy rồi giáo án nghỉ sau, nhưng mà tuy nhiên cái ngày khi đó chúng ta sửa được. Còn việc bữa nay thì chúng ta không thể sửa được cái ngày quý thầy cô. Thì cái ngày thì nó sẽ dính, nó fix chính lên đây luôn rồi. Thí dụ như tuần sau chúng ta dạy thì mà bữa nay chúng ta gửi thì nó sẽ ghi ngày hôm nay, và cái ngày thì không thể sửa được. Thành thử mong quý thầy cô chúng ta lưu tâm tí là dù có bận công việc như thế nào thì đi đâu thì cũng cố gắng gửi cái giáo án lên, về là phương án phương pháp giảng dạy đó quý thầy cô, cho nhà trường, cho tổ chuyên môn chúng ta để cùng là xong cái việc trách nhiệm của mình. Đó là vấn đề mà thành ra sau này là thành ra cái chỗ đấy. Thì kế hoạch giảng dạy chúng ta ngày hôm qua mà ngày nay chúng ta mới gửi thì sau này sẽ rất là khó khăn cho vấn đề mà chúng ta phải giải trình giải thích với đoàn thanh tra. Tuy nhiên thì cũng có những cái việc mà như vậy thì chúng ta lần đầu tiên thì làm nó cũng rất là cũng còn gặp nhiều ngỡ ngại, thì quý thầy cô cũng ngồi lại với ban giám hiệu nhà trường hay cùng với nhà mạng thì cũng chia sẻ được cái vấn đề đó cho quý thầy cô. Tuy nhiên cái việc đó là quý thầy cô làm sao nó hạn chế càng ít càng tốt. Nó như vậy. Thì qua buổi tập vấn hôm nay thì em có vài cái ý muốn chia sẻ thêm cho ngoài cái việc mà anh Quang đã chia sẻ, thì mong quý thầy cô chúng ta đóng góp thêm cái vấn đề này, vấn đề số hóa này thế này, để rồi cho chúng em càng hoàn thiện hơn, làm sao cho cùng nhau nhà mạng và nhà trường hay là quý thầy cô chúng ta cùng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà ở lãnh đạo phòng giáo dục cũng như là ủy ban nhân thị xã quận dân rất là kỳ vọng về vấn đề này. Đó. Đấy thì quý thầy cô chúng ta tham gia thêm để chúng tôi các em chúng tôi hoàn thiện thêm. Xin mời quý thầy cô ạ. Thì ở đây có một câu họ nói có ý kiến là giáo viên trẻ hay là giáo viên già, thì thật sự đúng cái việc đây là cũng rất là khó. Rất là khó, thì trẻ thì nhiều lúc trẻ mà cũng không chịu làm thì cũng khó mà thuận lợi. Cô à, em thấy có một giáo viên của trường Bình Định của Hoài Hương thì có ý kiến như vậy, thì lớn tuổi là cũng chưa chắc là chúng ta làm không được đâu, thì nó cũng đâu có cái gì đâu khó đâu cô. Thì việc này thì nó tích tắc trong chưa đầy 1 phút, thực sự là con mình ký cũng được á quý thầy cô.
À, em nói thật sự như vậy, con của mình hay trong nhà của mình là những ngồi tối ăn cơm nước là lên là con ký giùm cho mẹ những cái việc này. Thì bình thường thôi, ký ở đây họ cô cứ cho chấp nhận, người ta có điện thoại nên cho lớp là con cái của mình, cháu của mình họ ký được hết. Đó là như vậy đấy, chứ không không nhất thiết là mình lớn tuổi mà mình không làm được. Mình lớn tuổi thì mình có nhờ cái sự hỗ trợ chứ không phải là không 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 làm được đâu. Em có ý kiến như vậy. Tại vì em vừa rồi là cũng cái dạy về học trực tuyến đó, em rất biết cái việc đó, hay là giữ điểm cho phụ huynh cũng vậy, thực sự một số giáo viên cũng nhờ nhờ với nhau mình làm thôi chứ không có vấn đề. Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta dạy dỗ đứng lớp như thế nào để cho nó hiệu quả, chứ còn cái việc đi những cái việc công nghệ này thì không phải là thi thố hay là cần cái phải phải ra trình diễn cái gì thi thố gì hết. Thành thử là quý thầy cô cũng đừng có ngại. Anh Quang có ý kiến gì thêm không? Không, anh có một câu hỏi là khuyết điểm của chương trình này thì thật ra thì cái này khuyết điểm thì cũng không phải khuyết điểm gì, nhưng mà thật sự là môi trường mạng thì khuyết điểm của nó là phải cần internet thôi thầy ơi. Bất kỳ chúng ta cũng như đâu thôi, chúng ta thao tác thì chúng ta phải có môi trường mạng, mạng đó có thể qua 4G đúng không ạ? Nay thì đi đâu cũng chả có internet, và thật ra cái này cũng chả có gọi là khuyết điểm đâu. Thì đối với chúng ta thì hiện tại cái điện internet thì cũng như là gắn bó hàng ngày rồi, đi đâu cũng có rồi thầy ạ, gần gần như là cuộc sống internet hết rồi. Thì chúng ta cần máy tính, chỉ cần có máy tính thôi ạ, thì chúng ta có thể thao tác cảm thấy rất là tiện. Còn khuyết điểm thì có thể quý thầy cô có thể trải nghiệm và quý thầy cô có thể phản hồi lại đúng không ạ, để cho các VPT sẽ khắc phục được khuyết điểm nào. Còn đối với hỏi khuyết điểm thì đối với em thì khuyết điểm là như vậy, là nó phải gắn liền với internet. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Rồi, cảm ơn anh Quang. Dạ, chắc quý thầy cô cũng không có ý kiến gì. Thì cũng xin hứa quý thầy cô là sau cái buổi tập huấn này thì chúng em sẽ làm việc lại với ban giám hiệu nhà trường, thì sẽ đặt lịch và sẽ hẹn một thời gian mà thích hợp và đến tại nhà trường và sẽ hướng dẫn lại cho quý thầy cô. Ở đây hướng dẫn là do cái có một cái vấn đề là hồi nãy giờ quý thầy cô quan tâm, đó là ký số đấy. Hồi nãy giờ mỗi lần anh Quang mỗi lần ký là mình phải qua một cái điện thoại, một cái điện thoại smart chúng ta sẽ ký trên đó. Nãy giờ cái thao tác đó em là thực hiện, thì vì vậy mà việc đó nó rất là quan trọng. Cái vấn đề ban đầu là để cài đặt và kích hoạt cái dịch vụ lên. Thành thử là sẽ tập hợp lại và em có hướng dẫn cụ thể, có cái file hướng dẫn cụ thể để cho gửi cho quý thầy cô tham khảo trước, rồi chúng em sẽ đặt lịch và đến và sẽ làm cho hoàn thiện một cái dịch vụ này. À, thành thử là quý thầy cô cũng yên tâm. Thì vấn đề mà anh Quang trao đổi thì nó hơi dài một tí, dài thì phải cụ thể, đã thì trình bày thì phải cụ thể chi tiết như vậy. Nhưng khi quý thầy cô mà thực hiện thì em nghĩ chỉ cần chỉ được một phút là chúng ta xong một cái bài kế hoạch giảng dạy chúng ta gửi lên cho nhà trường. Thì nhân dịp bữa nay hôm nay là ngày cuối tuần thì cũng rất cảm ơn quý thầy cô đã tranh thủ và chia sẻ lắng nghe. Thì cũng nhân dịp đầu năm học mới, em thay mặt đơn vị VNT gửi lời chúc đến quý thầy cô cũng như toàn thể giáo viên nhà trường chúng ta dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô rất nhiều. Xin mời anh Quang ạ. Dạ, nếu như quý thầy cô không còn gì thì không còn có cái trao đổi gì thì em cũng xin phép được kết thúc buổi họp và xin cảm ơn quý thầy cô đã dành thời Dạ gian. còn còn vấn đề hướng dẫn có một giáo viên cô hỏi thì chắc chắn rồi, nói chung em sẽ gửi cái file hướng dẫn và cái hướng dẫn cái Cái slide này, slide này xuống cho file. quý thầy cô nhà trường. Chúng ta sẽ hỗ trợ quý thầy cô. Thành thử mong quý thầy cô cũng yên tâm về vấn đề này. Thì quý ta thực sự mà nói, em mong muốn quý thầy cô chuẩn bị cái nội dung bài dạy thôi, chứ còn vấn đề này là rất là đơn giản của quý thầy cô. Như vậy đó quý thầy cô ạ.
Em xin bổ sung cái này thêm nhé. Thì hiện tại là quý thầy cô đã có số liên hệ của anh Chánh Thi và chỗ anh Pháp ở phòng bán hàng Hội Nhơn. Thì thầy cô nào đã từng làm việc với VNT VDU đã rất là lâu đúng không ạ? Thì biết VNT rồi thì quý thầy cô có thể thao tác ban đầu có thanh niên bên em sẵn sàng hỗ trợ như view đúng không ạ? Thì tất cả các tầng tật thì có thể liên hệ bên em. Bên em sẽ hỗ trợ hết mình đúng không ạ? Chỉ cần quý thầy cô có thể thành công đúng không ạ? Thì đối với thầy cô thì đối với Edu, đối với chúng ta thì chúng ta làm việc mấy năm rồi, thì cái chuyện mà BMT hỗ trợ thì rất là nhiệt tình, thì thầy cô đã biết, thì bên xin định là với thầy cô không lo chuyện đó, bên em sẽ hỗ trợ đến interview, nếu như thầy cô làm không được bên em sẽ làm mẫu cho thầy cô đúng không ạ? Không biết thầy cô yên tâm về cái chuyện thao tác như này không có sai đâu ạ. Và một lần nữa là xin cảm ơn quý thầy cô. Nếu như không còn ý kiến thì bên em xin kết thúc ở đây. Chúc quý thầy cô một năm học mới có nhiều thành công, sức khỏe ạ. Đúng không, quý thầy Rồi, cảm ơn em. cô ạ? Em xin kết thúc cuộc họp ạ. Rồi.